Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Nhờ làm tốt công tác dân vận nên các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đã huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Kết quả rõ nét nhất có thể thấy được qua việc thực hiện 5 dân vận khéo cấp tỉnh tại xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân. Xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân, đơn vị được tỉnh chọn làm điểm thực hiện 5 dân vận khéo năm 2023-2024. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp cùng quần chúng nhân dân, nên người dân trong xã đã tích cực tham gia đóng góp tiền, công sức, hiến đất xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội, để đến nay đã góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng quê này. Sau khi phát động thì có 145 cơ quan từ tỉnh đến xã đăng ký thực hiện 266 công trình phần việc của năm nhân dân khéo và tổng kinh phí thực hiện là trên 45 tỷ đồng, gần 45 tỷ đồng. Thì báo cáo đồng chí đây là một trong những kết quả thực hiện mà cao nhất so với các năm nhân dân khéo từ trước đến nay. Và việc triển khai thực hiện là chủ yếu là các công trình giao thông, thủy lợi, thủy nông nội đồng, rồi xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, rồi hỗ trợ học bổng, hỗ trợ phương tiện đến trường cho học sinh và rất nhiều công trình phần việc khác có liên quan. Chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc mà thực hiện cái kết quả thực hiện công tác dân vận trong năm 2024-2025 vừa qua. Theo ghi nhận của phóng viên, trước đây tại tuyến đường ấp Ninh Thạnh, đoạn từ ngã tư Ninh Quế đến giáp tuyến quảng lộ Phụng Hiệp, đây là tuyến đường có nền thấp, được xây dựng rất lâu nhưng không được trùng tu nâng cấp nên xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian thực hiện năm dân vận khéo, xã Ninh Quế A đã huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp. Đến nay, tuyến đường được thông thoáng, người dân rất phấn khởi. Tuyến đường ở Ninh Thạnh này mấy năm trước á, là nước nó ngập lũng bụm, nước nó làm ngập, nó tràn qua lộ luôn. Nông dân ở đây sống ở đây, ở trên ngập lụt quá, người ta còn nhập nền, đồ người ta tu nghiệp người ta. Rồi năm ngoái, năm nay nhờ làm con lộ này thì ấp Ninh Thạnh mình rồi đèn đường rồi thông thoáng, rồi bây giờ nông dân là rất là phấn khởi. Thực hiện năm dân vận khéo, xã Ninh Quế A không chỉ có thêm các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, phục vụ đi lại sản xuất của nhân dân, mà nhiều gia đình có cuộc sống khó khăn cũng được hỗ trợ kịp thời nguồn vốn, cây, con giống, sản xuất và xây dựng sửa chữa nhà ở. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thọ, ấp Ninh Lợi, là gia đình có công với nước, thuộc diện khó khăn của địa phương. Thực hiện năm dân vận khéo, xã Ninh Quế A đã vận động và hỗ trợ xây dựng cho gia đình được một căn nhà mới. Có chỗ ở tươm tất hơn nên ông Thọ rất phấn khởi. Trước đây thì nhà cây, rồi tôn thì tôn cũ nó cũng dột nát cũng nhiều nơi. Mà từ ngày nhà nước hỗ trợ được các cái nhà, tới giờ quá trời mừng luôn, mà nói chung là cuộc sống nó cũng ổn định. Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là được tỉnh chọn làm điểm ra quân thực hiện năm dân vận khéo năm 2023-2024, mà đã góp phần giúp địa phương huy động các nguồn lực để triển khai các công trình hạ tầng cũng như công tác an sinh và phúc lợi xã hội. Qua đó đã giúp địa phương nâng cao dần chất lượng các tiêu chí của một đô thị loại 5 và hướng đến mục tiêu trở thành thị trấn thứ hai của huyện Hồng Dân trong tương lai. Ra quân để thực hiện năm dân khéo, đến nay thì trên địa bàn xã là nó đạt được những cái kết quả rất là đáng kể. Cụ thể đó là các sở ngành tỉnh như là các cái đơn vị đã tập trung hỗ trợ như là đầu tư các cái công trình phần việc như là đường giao thông nông thôn, rồi nạo vét các cái hệ thống thủy lợi thủy nông nội đồng, rồi hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, một số công trình phần việc giúp cho cái chính sách an sinh xã hội. Thì qua đó thì nó góp phần cho cái đảng bộ cũng như là nhân dân xã Quế A là phát triển kinh tế xã hội. Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, giữa lúc tỉnh đang triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Song với kết quả vì công tác dân vận mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng đã gặt hái được trong thời gian qua, cùng sự chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân, tin rằng Bạc Liêu sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội mà tỉnh đã đề ra trong năm 2024 và cho cả nhiệm kỳ 2020-2025.